Thầy chào các em. Hôm nay chúng ta học bài 4 là bài mặt cắt và hành cắt. Ở tiết học hôm nay, thầy giúp các em biết được về mặt cắt và hành cắt, giúp các em biết cách vẽ mặt cắt và hành cắt của vật thể đơn giản. Chúng ta sang phần 1 lớn khái niệm. Như các em xem trên hình, gồm có vật thể giá trị L. Đối với những vật thể mà có nhiều phần rỗng bên trong, như lỗ, rãnh, như các em xem trên giá trị L, gồm có lỗ hình trụ tròn và rãnh hình chữ nhật. Nếu dùng hình chiếu để biểu diễn thì hình vẽ có nhiều nét đứt, làm cho bản vẽ không rõ. Vì vậy trên bản vẽ kỹ thuật thường dùng mặt cắt và hành cắt để biểu diễn hình dạng và cấu tạo bên trong của vật thể. Thầy giả sử dùng một mặt phẳng tưởng tượng song song với một mặt phẳng hình chiếu. Mặt phẳng hình chiếu thì các em biết rồi ở tiết trước ha. Mặt phẳng hình chiếu thì ở phía sau của cái vật thể. Cắt vật thể ra làm hai phần. Cắt cái vật thể ra hai phần như các em xem ở trên hình đó. Thầy dùng một mặt phẳng tưởng tượng song song với cái mặt phẳng hình chiếu, thầy cắt cái vật thể ra làm hai phần. Chiếu vuông góc vật thể, thầy sẽ chiếu vuông góc lên mặt phẳng hình chiếu. Lên mặt phẳng hình chiếu thì được các hình, được các hình, được các hình. Hình biểu diễn đường bao của vật thể mà nằm trên mặt phẳng cắt. Cái hình mà biểu diễn đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt thì thầy gọi đó là mặt cắt. Như vậy mặt cắt là cái hình biểu diễn mà cái đường bao của vật thể nằm trên cái mặt phẳng cắt luôn, như các em có thấy. Và còn hình biểu diễn mặt cắt và đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt thì mình gọi đó là hình cắt. Như vậy hình cắt là hình biểu diễn, mặt cắt là cái phần gạch sọc sọc đó, ok, và đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt là đường bao của vật thể, tức là cái hình chiếu của cái vật thể đó. Chúng ta sang phần 2 lớn. Sang phần 2 lớn là chúng ta đi vào phần mặt cắt. Sang phần 1 lớn là mặt cắt chập. Mặt cắt chập là mặt cắt được vẽ ngay lên hình chiếu và đường bao của mặt cắt chập được vẽ bằng nét liền mạnh. Đường bao của mặt cắt chập được vẽ bằng nét liền mạnh như các em xem ở trên hình. Mặt cắt chập là cái phần gạch sọc sọc, okay, là được vẽ ngay lên trên hình chiếu luôn và được vẽ bằng nét liền mạnh. Sang phần hai nhỏ là mặt cắt rời. Mặt cắt rời được vẽ ngoài hình chiếu và đường bao của mặt cắt rời được vẽ bằng nét liền đậm và liên hệ với hình chiếu bởi nét gạch chấm mạnh. Như vậy mặt cắt rời là mặt cắt mà được vẽ ngoài hình chiếu, như cái hình ở bên dưới đó các em thấy ha. Và đường bao của mặt
Các rời thì được vẽ bằng nét đường đậm và liên hệ với cái hình chiếu là bởi nét gạch chấm mạnh. Chúng ta sang phần 3 lớn là hình cắt. Mộc nhỏ hình cắt toàn bộ. Như vậy mình có một cái vật thể giá trị L. Giá trị L. Như vậy hồi nãy chúng ta đã dùng mặt phẳng tưởng tượng cắt cái vật thể ra làm hai phần. Sau khi chiếu lên mặt phẳng hình chiếu thì mặt phẳng hình chiếu thì gồm có đường bao của vật thể và mặt cắt. Đường bao của vật thể và mặt cắt. Thì mình gọi đó là hình cắt. Nhưng ở đây là cắt toàn bộ cái vật thể đó ra luôn. Cắt toàn bộ vật thể đó ra luôn. Như vậy hình cắt toàn bộ là dùng một mặt phẳng cắt biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể. Cắt toàn bộ là mình cắt ra mình thấy toàn bộ bên trong của vật thể. Dùng một mặt phẳng cắt để biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể. Chúng ta sang phần 2 nhỏ là hình cắt mộc nữa. Như các em xem trên hình, chúng ta thấy một vật thể có tính chất đối xứng. Một nửa bên đây giống như một nửa bên kia. Như vậy để thấy được hình dạng bên trong của vật thể, chúng ta sẽ sử dụng là hình cắt một nửa. Hình cắt một nửa tức là cắt 1/4 của vật thể. Thấy nghe? Thì chúng ta sẽ thấy được một nửa của vật thể. Nhưng do vật thể này có tính chất đối xứng nên chúng ta thấy một nửa của vật thể bên đây tức là một nửa của vật thể bên kia cũng giống như thế. Như vậy chúng ta chỉ viết bài vào, chúng ta chỉ vẽ là cái hình cắt thôi ha các em, chúng ta chỉ vẽ một cái hình cắt thôi. Còn những cái hình chiếu bằng thì chúng ta không cần vẽ ha. Chiếu bằng chúng ta không cần vẽ. Chúng ta chỉ vẽ hình cắt thôi. Hay là mặt cắt thì chúng ta chỉ vẽ là cái bề mặt cắt thôi. Chứ chúng ta không có vẽ cái vật thể đó. Như vậy hình cắt một nửa là hình biểu diễn một nửa hình cắt ghép với một nửa hình chiếu. Như bên cái một nửa mà bên cái phần mà gạch, nét gạch gạch là một nửa hình cắt và ghép với một nửa của hình chiếu. Ghép một nửa của hình chiếu. Thứ hai là đường phân cách là cái trục đối xứng. Trục đối xứng thì được vẽ bằng nét liền chấm mạnh. Đường phân cách là trục đối xứng vẽ bằng nét gạch chấm mạnh. Thứ ba là biểu diễn vật thể có tính chất đối xứng. Đối những vật thể mà có tính chất đối xứng một nửa bên đây giống như một nửa bên kia thì chúng ta dùng hình cắt một nửa. Sang phần ba nhỏ là hình cắt cục bộ. Hình cắt cục bộ là gì? Là hình biểu diễn một phần vật thể dưới dạng hình cắt. Là hình biểu diễn một phần vật thể dưới dạng hình cắt mà đường giới hạn vẽ bằng nét lượng sóng. Như các em xem trên hình 4.7, chúng ta vẽ vào cho thầy là chỉ cái hình cắt cục bộ là cái phần gạch sọc sọc thôi, còn cái phần vật thể bên trên chúng ta không cần vẽ và
hay là cái hình chiếu cạnh, chúng ta cũng không cần vẽ. Như vậy chúng ta thấy nét lượng sóng là tôi giới hạn chỉ cắt tới đó thôi, để thấy được bên trong của cái vật thể. Mà khi chúng ta thấy rồi thì từ nét đứt chúng ta vẽ thành nét liền đậm. Khi thấy thì chúng ta sẽ vẽ bằng nét liền đậm. Như vậy vừa rồi chúng ta tìm hiểu mặt cắt và hình cắt. Tiếp theo các em xem các bài tập. Bài tập 1, các em vẽ hình cắt toàn bộ của cái giá đỡ. Vẽ hình cắt toàn bộ. Như vậy vẽ hình cắt toàn bộ, mình dùng một mặt phẳng, mình cắt, mình sẽ cắt toàn bộ cái vật thể đó ra để thấy được toàn bộ bên trong của cái vật thể đó. Tức là mình dùng một mặt phẳng cắt, mình cắt cái vật thể ra làm hai để thấy toàn bộ bên trong của cái vật thể đó. Như vậy các em chỉ vẽ hình cắt toàn bộ thôi. Như vậy như các em xem trên hình thì gồm cái hình chiếu đứng nè, hình chiếu bằng nè, hình chiếu cạnh. Như vậy các em vẽ cái hình cắt toàn bộ là các em vẽ trên hình chiếu đứng rồi. Mà hình cắt thì các em biết là tức là gồm có đường bao của vật thể này ha, tức là đường bao của cái hình chiếu á. Và bây giờ chúng ta sẽ cắt cái vật thể đó ra làm hai. Thì những cái phần nào chúng ta sẽ vẽ bằng nét gạch gạch. Chúng ta sẽ vẽ bằng nét gạch gạch để chúng ta thể hiện là ngay vị trí đó là cái bề mặt đó đã bị cắt. Cái bề mặt bị cắt là chúng ta sẽ vẽ bằng nét gạch gạch. Nhưng chúng ta chú ý những đường nét mà không thấy thì bây giờ mình cắt ra rồi thấy. Không thấy thì mình vẽ bằng nét đứt. Mà bây giờ mình cắt ra rồi mình thấy thì mình sẽ vẽ bằng nét liền đậm. Và bài tập 2 là vẽ hình cắt một nửa của cái gối cột. Như vậy các em ngó vào cái vật thể của cái gối này, cột này, là cái vật thể này có tính chất đối xứng. Một nửa bên đây giống như một nửa bên kia. Như vậy chúng ta sẽ vẽ là hình cắt một nửa, tức là chúng ta sẽ cắt một phần tư của cái vật thể đó ra. Chúng ta chú ý ha, cắt một cái phần tư của vật thể đó ra. Khi chúng ta cắt một phần tư vật thể đó ra thì những đường nét nào không thấy khi cắt ra rồi thì mình sẽ thấy. Nhưng cái chú ý thứ hai là một nửa hình chiếu bên kia mình không còn vẽ nét đứt. Chúng ta chú ý ha, khi mình cắt một phần tư ra thì các em nhớ là vẽ hình cắt, tức là khi cắt ra cái bề mặt cắt là chúng ta phải vẽ bằng nét gạch gạch. Chúng ta phải vẽ bằng nét gạch gạch. Đường không thấy mà bây giờ cắt ra rồi mình thấy thì mình sẽ vẽ bằng nét liền đậm. Nhưng một điều chú ý nữa là hình cắt một nửa đó, tức là một đường phân định là cái đường tâm, đường trục đối xứng đó, nét gạch chấm mảnh đó. Như vậy là một nửa bên kia là còn lại là một nửa hình chiếu. Mà một nửa hình chiếu thì chúng ta không cần vẽ nét đứt nữa. Bởi vì chúng ta thấy một nửa bên đây rồi, tức là một nửa bên kia là giống như bên đây, như bên cái hình cắt bên nửa cắt bên đây. Nên một nửa hình chiếu bên kia chúng ta không cần vẽ nét đứt nữa. Chúng ta chú ý vẽ hình cắt một nửa là cắt một phần tư. Giờ chúng ta sang cái bài tập thứ ba là vẽ mặt cắt. Vẽ mặt cắt phần có rãnh của cái trục. Vẽ mặt cắt ở cái bài tập thứ ba này thì em vẽ cho thầy là mặt cắt nè, ngay chỗ cái rãnh ha, cái phần có cái rãnh nè. Giải cái bài tập thứ ba này nè là vẽ hình cắt cục bộ nè.
Em nào vẽ cho thầy cái hình các cục bộ. Rồi. Rồi em nào vẽ cho thầy là hình các hình các hình các của cái hình của bài tập thứ ba. Bài tập thứ ba này có nhiều có ba cái vẽ anh kia. Em nào đó vẽ cái hình cắt cục bộ nè. Và em nào vẽ cho thầy cái mặt cắt nè. Ngay cho cái vị trí của cái rãnh đó ha. Như vị trí của cái rãnh nè. Em lấy cái cưa em cưa ra. Thì coi cái bề mặt cắt nó như thế nào. Thì em vẽ cái mặt cắt nó. Nè. Giờ em bỏ cưa đứt ra ha, em bỏ đi một phần. Giờ bắt đầu em chiếu lên trên cái mặt phẳng hình chiếu. Thì trên mặt phẳng hình chiếu đó gồm có cái bề mặt cắt hồi nãy và cái đường bao của cái vật thể nữa. Thì em nào vẽ cho thầy cái hình cắt. Giờ em nào vẽ thêm cho thầy là cái hình cắt cục bộ, là chỉ cắt ngay vị trí của cái rãnh thôi, để thấy được cái rãnh của cái vật thể đó thôi. Như vậy tiết học hôm nay đã hết. Thầy cảm ơn các em đã tham gia tiết học hôm nay. Thầy xin chào tạm biệt các em.